Xin chào các bác. Hôm nay em xin hân hạnh giới thiệu tới các bác một cái thớt tape của hãng Kenwood. Đây là một thớt tape nó đi theo một cái bộ dàn đại của hãng này. Và nó có tên mã là KX500D. Kenwood KX500D. Như em nhận định thì đây là một trong những cái thớt tape dàn đại cao cấp và bậc nhất mà em đã từng được biết và đã từng được sở hữu. Thớt K500D này là một thớt zin chất bãi nguyên đai cam chưa sử dụng tại Việt Nam. Ở đoạn đầu video thì các bác đã thấy em test nó hát cái cửa B. Và cũng xin nói luôn thế này, cái thớt này thì em mong bán cho một người nào đấy là thợ hoặc có trình độ hiểu biết ngang với thợ ôm nó về để tiến hành thay dây cua roa cũng như là vệ sinh bảo dưỡng lại phần cơ cho nó chạy mượt mà ngon trớn. Tất cả những ông không phải là thợ hay còn gọi là những ông người phàm ấy thì tốt nhất là không nên chốt, bởi vì là chốt rồi thì ôm của em về nó chạy không như ý muốn, rồi lúc lại oán thán nhau mệt lắm. Mà em chỉ bán cho những người là thợ hoặc có trình độ hiểu biết ngang với thợ, có những cái kiến thức tương đối về những cái dòng đầu tết như thế này. Kenwood KX500D là một thớt thuộc phân khúc dàn đại nhưng về cấu hình nó khá là dữ dằn. Nó có bề rộng là 34 cm, em nhắc lại 34 cm, với hai cửa băng và auto reverse cả hai cửa, đồng thời cho phép ghi cả hai cửa với hai đường tín hiệu độc lập. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có thể tưởng tượng là ở trong cái đầu tép ở KX500D này nó bao gồm hai cái đầu tép khác nhau được tích hợp vào đây. Mặt thì nó chắc chắn là có dát nhôm rồi. Ở đây các bác nhìn thấy cái cần gạt level, rack level bên cửa B nhé. Và đây đây là rack level bên cửa A, nó độc lập hoàn toàn đấy ạ. Và trên cái thớt này thì nó khá khẩm hơn so với những thớt tép của Kenwood hoặc của những hãng khác ở trong phân khúc tép dàn đại, đó là nó có hệ thống đèn quắc chỉ thị rất ra gì và này nọ. Em ấy thì cũng bán khá nhiều những cái thớt tép của các hãng, bao gồm thớt tép mini hoặc là thớt tép dàn đại, nhưng cũng hiếm thấy một cái con nào đấy mà thuộc phân khúc dàn đại lại có đèn nháy tia, đèn quắc đàng hoàng như thế này. Sở dĩ là em mong muốn bán cho thợ là bởi vì là trên hai cái bộ cơ này
dây cua loa nó vẫn là dây zin của nhà sản xuất và là dây dẹt. Hệ thống cơ trên cái con này nhìn thấy là muốn đóng bỉm luôn đấy à. Nó khá là phức tạp. Và như em ngay đầu video nói với các bác là có cảm giác như là hai cái đầu tép được tích hợp ở trong thân xác của một cái đầu. Với hai cái phần xử lý tín hiệu độc lập hoàn toàn với nhau. Đây là cái phần xử lý tín hiệu cho bên cửa B này. Đây là xử lý tín hiệu cho bên cửa A. Đây là tăng phù nguồn. Rất may mắn là cái thớt này ruột gan nó còn khá là đẹp. Ở bên cái cửa A này thì dây cua loa nó trùng quá rồi, nó 3 tỷ lệ. Em sẽ cho các bác nhìn sơ sơ một chút. Đây là bên cửa A. Các bác thấy là dây cua loa nó đang chạy nhưng mà dây nó trùng nhão quá rồi. Ở bên cửa A thì nó có đường xuất riêng, đường layout riêng của nó. Và bên cửa B cũng vậy, không có chung đụng gì cả. Nói chung là bên cửa A thì nó vẫn chạy nhưng mà dây nó 3 tỷ lệ. Đó, các bác thấy đang chạy đây. Và tín hiệu của nó nằm riêng biệt. Em đang lấy tín hiệu ở bên cửa B. Do vậy là khi mở cửa A ấy, là các bác không thấy tiếng ra loa. Nhưng mà nhìn thấy cột đèn nháy là các bác biết nó đang hát rồi. Vì dây cua loa nó 3 tỷ lệ quá, tiếng nó sẽ bị méo, không tròn vành rõ chữ được nữa. Tua đi tua về tốt. Hệ cơ còn ngon đi ạ. Con này mà rơi vào tay ông thợ nào đấy biết một chút về đầu tép cassette ấy, cơ ông ấy khui ra thay hai cái dây cua loa mới, thì phải nói là đây là một trong những cái con đầu tép thuộc phân khúc tép dàn đại, thuộc diện đỉnh cao đi ạ. Em bán khá nhiều nhưng mà chưa thấy cái con nào nó để lại cho em nhiều ấn tượng như cái con KX500D này. Nổ nãy giờ cũng banh xác cũng tương đối, và để cho cái phần nổ nó thêm rực rỡ như kiểu pháo hoa thì em sẽ ghi thử demo một đoạn ngắn vào cái cửa bên này. Cửa bên này thì dây cua loa thì nó cũng trùng, cũng gần gần giống tương tự như là bên cửa A, nhưng mà dù sao ấy thì nó vẫn còn bám dính, tức là cái độ ma sát nó tốt hơn chút so với bên cửa A. Do vậy là nó vẫn đang chạy. Thế thì bây giờ em sẽ tiến hành ghi demo một đoạn vào bác, để cho bất cứ là bác thợ nào đấy khi mà mua cái thớt này biết được rằng thì mà là nó vẫn ghi được. Em bỏ cái băng này ra và em bỏ vào đây một cái băng khác, băng của hãng Sony. Chúng ta sẽ tiến hành ghi thử một đoạn. Ghi thì nó dễ ọt à. Đối với bất cứ ai là tín đồ của băng cassette thì thừa biết cái thao tác ghi nó như thế nào. Muốn ghi ấy, thì ấn vào cái nút Rec ARM này. Đó. Tất nhiên là phải cắm tín hiệu. Các bác chờ em chút để em cắm tín hiệu. Vâng, em đã cắm tín hiệu và sẽ phát một cái đoạn nhạc từ điện thoại để ghi vào băng. Bây giờ em sẽ ấn nút ghi này. Ấn nút này. Rec ARM nha. Cho cái công tơ mét này nó về 0 đi. Đó, để nó đếm từ đầu cho nó dễ, tí được mình tua nó dễ. Ồ quái, điện thoại lơ. Các bác chờ em chút. Ờ vâng, điện thoại nó lơ. Để em đưa công tơ mét về số 0. Chúng ta sẽ ghi lại.
một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui vẫn đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Rồi, ghi một đoạn ngắn vậy thôi. Bây giờ em sẽ tua trả về. Đó, có công từ map thì chúng ta tiện hơn. Cái vấn đề tua trả về là mình biết. Phát nha. Ghi tốt nha. Còn muốn ghi nó đạt yêu cầu hơn nữa ấy, thì đòi hỏi là người chơi phải biết cách cân chỉnh thêm nhá. Đó là em chỉ có làm demo vậy, để cho bất cứ là tình yêu nào khi mà mua cái thớt Kenwood KX500D này biết được rằng thì mà là nó vẫn ghi tốt. Ghi tốt ở mặt kỹ thuật nha. Còn cái chữ tốt ấy nó vô cùng lắm các bác ạ. Và bây giờ em sẽ ngoảnh đít ra để cho các bác được nhìn cho nó rõ. Kể cả là bán cho thợ hay bất cứ là ai có kiến thức, có kinh nghiệm, thì em cũng vẫn làm những thao tác để cho khách soi đồ một cách tương đối kỹ lưỡng. Em bán hàng mở, không bán hàng đóng. Mạch con này thì nó kinh rồi, nhìn vào là muốn đóng bỉm luôn đấy ạ. Em cam kết hai cái dàn cơ này vẫn trinh tiết vẹn nguyên 100%. Em chưa đụng vào bất cứ cái ốc nào cả. Trên cái thớt KX500D này em chỉ tháo mỗi cái vỏ nắp ra để soi đồ thôi. Còn mọi thứ hoàn toàn zin nguyên, chưa hề bị can thiệp vào bất cứ thứ gì. Và đây là đít. Như lúc nãy em có nói với các bác là trên cái con Kenwood KX500D này nó có hai ngả tín hiệu riêng biệt hoàn toàn. Các bác có thể thấy là em đang lấy ngả xuất tiếng bên cửa B này đó, để dẫn vào cái bộ dàn mini nằm ở dưới đất và chúng ta vừa mới nghe kiểm âm lúc nãy. Và đây chính là ngõ in, hay còn gọi là ngõ rec, đưa vào để ghi. Em đang cắm cái điện thoại của em vào đây và chúng ta cũng đã ghi demo rồi. Thế thì bên cái cửa A này nó cũng có cổng xuất và đường ghi, nó tách biệt hoàn toàn nha. Như vậy em mới nói là ở trên cái thớt này rõ ràng nó chỉ là một thớt hai cửa băng, nhưng hai đường tín hiệu độc lập, cảm giác như là có hai cái đầu tết được tích hợp ở trong thân xác của một cái. Và cũng theo truyền thống của cái hãng Kenwood này thì nó cũng cái thớt này nó cũng được sản xuất theo cái nhượng quyền theo ly xăng của một cái công ty ở bên nước Bỉ, thủ đô Bruxelles Bỉ, tức là bọn bên châu Âu nó thiết kế ra, nó thiết kế nghĩ ra bo mạch và bọn Kenwood bên Nhật mua lại bản quyền để sản xuất chế tạo. Chúng ta sẽ đọc qua những cái thông số có liên quan. Kenwood KX500D, số seri có đuôi 0825, điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 26W. Kenwood Corporation, Made in Japan.
không nói nhiều, đồ này thì Nhật xịn 100%, sản xuất theo ly xăng của Bruxelles, Bỉ, tức là chất âm của con này nó mang phong cách châu Âu nhé. Chất âm và thiết kế mang phong cách châu Âu. Đầu tư bánh tì trên cả hai bộ cơ này em thấy nó còn tốt đi ạ. Đầu tư còn khá là đầy đặn, chứng tỏ là đời chủ cũ người Nhật nó rất ít xài nha. Thì nó mà xài nhiều ấy, thì đầu tư nó đã mòn vẹt đi rồi. Và bây giờ thì em xin kết luận như sau. Thớt tép Kenwood KX500D là một thớt thuộc phân khúc chất lượng cao của hãng này, với hai hệ thống cơ hoạt động độc lập. Chúng ta cũng có thể kết hợp cả hai cái hệ thống cơ này vào một, bằng cách là đưa tín hiệu theo kiểu gọi là kết hợp giữa hai cái đường in vào nhau ấy, thì chúng ta có thể tiến hành ghi liền lúc cả hai cửa băng cùng một lúc nha. Về giá thì em xin phép không báo ở đây. Bất cứ là tình yêu nào cảm thấy mình đủ khả năng tự khui ra để thay hệ thống dây cua loa trên cái con này, đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm để bê nó về chơi, thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Nắp lưng đây có chảy trơn nhưng yên tâm là không có gì xét gì cả nha. Tất cả em bao zin tuyệt đối. Vâng, phần trình bày của em đến đây xin phép được dừng. Và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cái thớt này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.